Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergei Shoigu đã có cuộc trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế, cũng như đạt được sự đồng thuận thỏa đáng về các vấn đề, bao gồm hợp tác nhiều hơn để bảo vệ lợi ích an toàn chung. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un còn cho biết Triều Tiên sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với Nga theo quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Mời quý vị theo dõi những diễn biến nóng trong tình hình thời sự quốc tế trong bản tin Bão tin tức hôm nay. Nga và Triều Tiên tăng cường đối thoại chiến lược. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 14 tháng 9 đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có cuộc gặp với Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu để thảo luận về việc tăng cường đối thoại chiến lược. KCNA cho hay hai bên đã trao đổi quan điểm về tình hình của khu vực và quốc tế, cùng với đó đã đạt được sự đồng thuận thỏa đáng về các vấn đề trong việc tăng cường hợp tác để bảo vệ lợi ích an toàn chung. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Ukraine cùng nhiều quốc gia khác đã cáo buộc Triều Tiên đang cung cấp tên lửa để đổi lấy hỗ trợ kinh tế và quân sự từ Nga. Moscow và Bình Nhưỡng đã phủ nhận các cáo buộc và cam kết tăng cường hợp tác quân sự song phương và ký kết quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tại hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng 6 vừa qua. Trong ngày 13 tháng 9, thông báo của Hội đồng An ninh Liên bang Nga cùng ngày cho hay phái đoàn do ông Shoigu đứng đầu đã đến Bình Nhưỡng. Thông báo nêu rõ các cuộc gặp diễn ra trong bầu không khí đặc biệt tin cậy và hữu nghị sẽ giúp thực hiện các thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Bình Nhưỡng vào hồi tháng 6 vừa qua. Ông Shoigu trước đây là Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho đến tháng 5 năm nay, hiện là Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga, đã báo hiệu sự khởi đầu của mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa Triều Tiên và Nga bằng chuyến thăm Bình Nhưỡng vào tháng 7 năm ngoái. Vào thời điểm đó, ông tham dự cuộc diễu binh của Triều Tiên có sự tham gia của tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và thiết bị bay không người lái tấn công, với tư cách là quan chức quốc phòng cấp cao đầu tiên của Nga đến thăm Triều Tiên kể từ năm 1991. Mỹ lên tiếng về việc Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa tấn công Nga. Trong thông báo được đưa ra ngày 13 tháng 9, Nhà Trắng cho biết Mỹ không có kế hoạch công bố bất kỳ chính sách mới nào về việc Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công vào lãnh thổ Nga. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Joe Biden có cuộc hội đàm với Thủ tướng Anh tại Washington DC nhằm thảo luận về các bước tiếp theo trong việc hỗ trợ Ukraine. Trả lời báo chí sau cuộc hội đàm, Thủ tướng Anh khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Ukraine. Cùng ngày, tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Nga đã đưa ra cảnh báo về giới hạn đỏ nếu các nước phương Tây cho phép Ukraine tiến hành các cuộc tấn công tầm xa vào lãnh thổ của Nga. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng nhấn mạnh rằng sự tham gia trực tiếp của NATO sẽ làm thay đổi đáng kể bản chất của cuộc xung đột Nga-Ukraine và Nga sẽ đưa ra quyết định phù hợp dựa trên các mối đe dọa mà nước này phải đối mặt. Tổng thống Zelensky nhiều tháng qua kêu gọi đồng minh cho phép quân đội Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS của Mỹ và tên lửa Storm Shadow của Anh để đối phó với chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Sau khi cuộc họp của Thủ tướng Anh với Tổng thống Mỹ Joe Biden, không có thông báo mới nào về việc ủng hộ Ukraine sử dụng những vũ khí như trên để tấn công các mục tiêu Nga. Ông Zelensky đã viết trên mạng xã hội X rằng việc Nga coi việc phương Tây trì hoãn, hậu thuẫn Ukraine bằng những quyết định cứng rắn là một lời chấp thuận để họ làm bất kỳ điều gì họ muốn. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, sẽ trực tiếp tham gia xung đột với Moscow nếu Mỹ và Anh cho phép Kiev sử dụng những vũ khí như ATACMS hay Storm Shadow tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Trước cuộc hội đàm giữa Tổng thống Biden và Thủ tướng Anh, Nhà Trắng đã nói rằng mọi thông báo liên quan đến Ukraine nhiều khả năng sẽ không xuất phát từ cuộc họp này. Trong khi đó, Tổng thống Zelensky công bố kế hoạch gặp Tổng thống Biden trong tháng này để đề xuất kế hoạch chiến thắng nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 2,5 năm với Nga. Chính trường Nhật nóng với cuộc đua ghế thủ tướng. Ngày 12 tháng 9, cuộc đua bầu cử thủ tướng Nhật Bản chính thức khởi động
với số lượng ứng cử viên kỷ lục là 9 người, trong đó có con trai một của cựu thủ tướng và sự xuất hiện hiếm thấy của hai nữ ứng cử viên. Chiến dịch tranh cử vị trí Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự Do LDP cầm quyền đã bắt đầu từ ngày 12 tháng 9 và cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra vào ngày 27 tháng 9. Đây là cuộc đua có nhiều ứng cử viên nhất trong lịch sử và là một trong những cuộc đua khó đoán nhất trong nhiều thập kỷ qua. Đảng LDP đã cầm quyền gần như liên tục trong nhiều thập niên ở Nhật Bản và nắm giữ đa số trong Quốc hội. Vì vậy, cuộc đua trở thành lãnh đạo đảng LDP cũng được coi là cuộc bầu chọn tân thủ tướng Nhật Bản. Vì vậy, bất kỳ ai giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lãnh đạo lần này sẽ trở thành người kế nhiệm thủ tướng Fumio Kishida. Ngoài ra, việc ai trở thành thủ tướng tiếp theo của Nhật Bản còn quyết định cả bộ mặt của đảng trong cuộc tổng tuyển cử. Thủ tướng Fumio Kishida, 67 tuổi, tháng trước đã thông báo không tiếp tục tranh cử vị trí lãnh đạo của đảng LDP, đồng nghĩa sẽ rời ghế thủ tướng. Về lý thuyết, Thủ tướng Kishida có thể lãnh đạo đất nước đến năm 2025. Tuy nhiên, ngày càng xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng đảng này sẽ không thể giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử năm 2025 nếu duy trì nội các Kishida. Cho đến nay, dẫn đầu cuộc thăm dò dư luận là ứng viên Shinjiro Koizumi, 43 tuổi, cựu Bộ trưởng Môi trường và là con trai của cựu Thủ tướng Junichiro Koizumi và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Shigeru Ishiba, 67 tuổi. Những cam kết tranh cử của người này bao gồm bãi bỏ quy định về thị trường lao động, minh bạch hơn các quỹ chính trị và giải quyết các vấn đề đang được tranh luận trong nhiều năm như cho phép các cặp vợ chồng có họ riêng. Cuộc đua năm nay còn có hai phụ nữ đều hiếm hoi trong chính trường Nhật Bản, đó là bà Sane Takaichi, 63 tuổi, Bộ trưởng An ninh Kinh tế Nhật Bản. Bà là quan chức thường xuyên đến thăm đền chiến tranh Yasukuni ở Tokyo, vốn thường vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của Trung Quốc và Hàn Quốc. Trong tuyên bố tranh cử của mình, bà Takaichi cam kết sẽ biến đảng LDP trở thành một đảng mà người dân Nhật Bản có thể tin tưởng. Trong khi đó, nữ ngoại trưởng Yoko Kamikawa, 71 tuổi, được đánh giá là nhà lãnh đạo khéo léo, người luôn mong muốn cố vấn, hỗ trợ cho các nữ chính trị gia trẻ hơn.